ngày mùng 3 tháng 4, Chúa Nhật năm mùa chay. Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi Cây Dầu, và từ sáng sớm, người lại vào trong đền thờ, toàn dân đến cùng người, nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môi-se, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy người, để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi." Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ, Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai." Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện: đừng kết tội nhau, đừng ném đá nhau. Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Kết tội và ném đá người khác là căn bệnh muôn thuở của loài người từ sau khi nguyên tổ phạm tội. Abel hiền lành thánh thiện, đẹp lòng Chúa, còn bị Cain giết chết. Các tiên tri nói lời của Chúa, còn bị dân Do Thái thanh trừng. Còn Thiên Chúa, đấng chí thánh chí thiện, còn bị các luật sĩ Do Thái kết tội và đòi ném đá cho chết đi. Thì huống chi chị ngoại tình bị bắt quả tang kia mà không bị họ kết tội và ném đá đến chết mới lạ. Nhưng điểm đặc biệt thú vị ở câu chuyện tin mừng hôm nay là lần này, trước khi các biệt phái và luật sĩ ném đá người phụ nữ ngoại tình, họ lại đem chị đến trước mặt Chúa Giêsu và có ý gài bẫy người. Nếu trả lời không được ném, thì người đi ngược luật Do Thái đã định rằng cứ theo luật thì nó phải chết. Nếu người trả lời được ném, thì người đã tòng phạm giết chết một mạng người. Bởi thế, người nói với họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi." Lời uy quyền và xót thương của con Thiên Chúa đã làm chuyển đổi tận căn, từ căm hờn, ganh tị đến việc phải nhìn lại lòng mình tội lỗi xấu xa, rồi từ từ bỏ hòn đá xuống và rút lui. Chúa Giêsu cho thấy lòng khoan dung vô lượng của Thiên Chúa, luôn muốn cứu sống chứ không trừng phạt kẻ có tội, muốn cho kẻ lầm đường lạc lối trở về chứ không giết chết họ. Có một thời, giáo dân vừa giữ lề luật Chúa, vừa phải tuân thủ những quy chế với những biện pháp chế tài,
mang tính trừng phạt răn dạy. Bị chôn ngoài đất thánh, những ai ngoại tình công khai, rối vợ rối chồng, tự tử chẳng hạn. Cách hành xử ấy là răn dạy người sống hay là ném đá kẻ đã chết thêm một lần nữa, nhiều lần nữa? Tưởng không nên giữ ý niệm này. Lạy Chúa, xin cho các gia đình không kết tội nhau, không ném đá nhau, nhưng cứu giúp nhau để sống tốt. Amen. Lạy Chúa, mùa chay nhắc chúng con nhớ đến thân phận bụi tro của mình và mời gọi chúng con hãy buông bỏ mọi sự phù vân thế gian mà trở về với Chúa trước khi trở về bụi tro. Bởi vì nhờ tin vào Chúa Giêsu đã chết và sống lại, nhờ cùng chết và sống lại với Người, hạt bụi đời chúng con sẽ trở thành hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Nắm cho tàn đời chúng con sẽ hưởng hồng phúc tái sinh. Chúng con nguyện xin Chúa ban cho chúng con, cho mọi người, cho các gia đình được ơn trở về với Chúa trước khi bất ngờ phải trở về bụi tro, để tất cả chúng con còn được trung phùng hiển linh và sum họp trong nước Chúa. Amen. Phần đời con Chúa ơi, rồi chỉ còn một năm cho thôi, về giữa chơi vơi theo gió vơi và biến tan muôn đời. Ôi Chúa ơi, xin cho con những mai mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận Người và Người phục sinh cho đời con hiến linh. Bóng chiều mơ ước xa xôi làm trái tim côi nghe giá rơi nỗi đau phần Người con Chúa ơi. Đêm dần trôi lời tìm đôi môi, lạy Chúa yêu ơi con biết rồi, Người xót thương muôn đời. Ôi Chúa, xin cho con nhớ mai mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận Người và Người phục sinh cho đời con hiến linh. Thế trần là cõi chia ly, Người sẽ ra đi về cõi trời bên quê mong đời nơi Chúa thôi. Xin tình yêu nghìn thuở khôn vời của
Chúa ba ngôi, tha thứ tôi và dẫn con về trời. Ôi Chúa ơi, xin cho con nhớ mãi mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rồi. Xin cho con nhớ mãi mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh. Xin cho con nhớ mãi mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rồi. Xin cho con nhớ mãi mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh.